Này shop dụng cụ tóc.net sẽ giới thiệu anh em mẫu tông đơ lưỡi kép. Đây, bộ tông đơ lưỡi kép đến từ thương hiệu Kaiwan K918, đây là hàng professional nha. Thì cái bộ lưỡi này cắt theo mình cảm nhận và mình bán rất nhiều rồi, nó cho cái đường cắt rất là nét nha anh em ha. Lưỡi trên nó là lưỡi kép rất là đẹp mắt luôn. Ở đây phần chỉnh cử nó có từng nứt từ 0 đến 3 cho anh em có thể tùy chỉnh lên xuống của bộ lưỡi nha anh em. Con này hoạt động là 10W. Động cơ nó lên đến 10W nên cắt rất là mạnh luôn, rất là nét luôn. Có đèn báo sạc, báo pin luôn. Khi mà các bạn cắt mà máy yếu pin á, thì ở đây nó sẽ tự nhá cái đèn đỏ cho anh em mình biết để mình sạc ha. Con này cắt liên tục luôn, trên 3 giờ pin nha anh em, 3 đến 4 giờ pin nha. Đi kèm với nó là bộ cử gồm 4 món là từ 3 đến 12 thì phổi. Đây là cái phần mà quà mà tặng kèm khi mua máy nha các bạn. Một lượt Tony, hai lượt cử 4.5 và 1.5 của Quơ nha, cử xịn, cử gá thép luôn á.